Ini tiapnya kamarnya. Mấy con trôi béo ăn gì mà nó béo thế. Trứng. Bàn chép đổ rồi, bàn chép đổ rồi, nó ở dưới ở tiện rồi, nhấc cái gió cái máy luôn. Mấy bác đã đủ nhắm chưa? Thế là nhắm chán gì? Thôi, làm thế thôi, làm cho nó nóng. Làm đôi quan chốc về.